Dạ rồi, hello anh chị, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh xe lướt Sài Gòn nha. Lại là em Tâm đây, Tâm máy xe có tâm nha anh chị. Hôm nay em Tâm lại đem về cho anh chị một siêu phẩm luôn nha anh chị nha, một siêu phẩm luôn. Em này thì khá hot rồi, Fortuner Legender đời 2022, màu trắng ngọc trai khá hot rồi. Nhưng mà tại sao em Tâm nói là siêu phẩm? Tại vì trước mắt á, là vẻ ngoài của nó là zin 100%, nước sơn là zin hoàn toàn anh chị, và nội thất xe là cực kỳ đẹp, và cái dàn gầm này là không một vết xước luôn nha anh chị nha. Rồi hôm nay cùng theo chân em Tâm để khám phá cái em siêu phẩm này nha. Chỉ có 1 tỷ mốt 40 thôi anh chị, 1 tỷ mốt 40 cho một cái em siêu đẹp này. Đầu tiên mình sẽ thấy là cụm đèn trước nè anh chị, đó khá là bóng nha, những cái mặt la răng nè, đen nhám nè đó, và những đường dập chìm dập nổi trên xe còn rất rõ nha anh chị, rất rõ luôn. Xe thì trang bị là cụm đèn trước full led nè, có cảm biến trước nè anh chị, camera 360 độ, camera kết hợp trên gương chiếu hậu đầy đủ hết đó, khá là xịn sò. Về bề ngang á thì anh chị, trước tiên mình sẽ xem á là những cái mối nối nè trên cảng còn rất là liền lạc nha anh chị nha, đó rất là liền lạc luôn, rất là liền lạc. Đó, xe thì còn được đăng kiểm tới tháng 7 năm 24 nè anh chị, đó tháng 7 năm 24 nè, tới tháng 7 năm sau luôn nha, thoải mái cho anh chị đi. Đây là bốn vỏ nè anh chị, gai gió rất dày nha, bốn vỏ đeo xe nè, hàng vỏ là tuần thứ 27 của năm 21 nè. Đây là em quay luôn cái dàn gầm nè anh chị coi, dàn gầm rất đẹp nha, đó phuộc nè, lòng dè nè. Nói chung là xe này là em Tâm lấy về, em Tâm rửa nước lã rồi quay clip cho anh chị xem á, chứ chưa có dọn dẹp gì luôn. Đó, vô nội thất anh chị, keo chỉ xe này thì nguyên zin nha anh chị nha, keo chỉ thì nguyên zin, không một lỗi nhỏ. Đó, đầu tiên là cái phần ghế phụ nè anh chị, ghế phụ nè, cái phần này nó không có hiện tượng nhăn da nha anh chị nha. Đó, ghế da mình ngồi một thời gian là nó sẽ bị nhăn da, nhưng mà thằng này là không có nha, da rất căng đét nè. Ghế chỉnh điện nè, đó cái nó sẽ có là bọc trần nè anh chị, bọc trần ha, trang bị là bọc trần, lót sàn simili, đẹp bước chân không đèn nè, đó đầy đủ hết, dán phim cách nhiệt, miền che mưa. Mua về đúng nghĩa là chỉ có đổ dầu mà chạy thôi anh chị, đổ dầu mà chạy thôi. Đó, có rất là nhiều anh chị coi clip của em Tâm về những cái xe Legender đợt trước á, có gọi cho em Tâm nhưng mà mua không kịp anh chị, mua không kịp. Chỉ cần anh chị chần chừ khoảng chừng nửa ngày thôi là đã có một bạn cộng tác viên nào đó lên, có khách là ký hợp đồng luôn, nên không kịp. À, đó, cốp thì mở điện nha anh chị nha, và có đá cốp, có camera lùi, có đầy đủ hết. Đó, hoàng sao rất đẹp nha. Đó, đây là những cái gói đầu nè. Nói chung mình xe bên em Tâm thì mua về như thế nào thì em Tâm để y chang như vậy luôn anh chị. Đó, đây là bộ đồ nghề còn đầy đủ anh chị nha, bộ đồ nghề còn đầy đủ. Và hầu như là những khách hàng mà Legender của em Tâm á, là những khách hàng nó không có sử dụng hai cái ghế sau anh chị, không có sử dụng hai cái ghế sau. Rồi những ốc cốp này nha, ốc cốp thì nguyên zin. Đó, keo chỉ nguyên zin, chưa có dấu hiệu tháo. Xe này thì sơn nó còn zin mà, đừng nói anh chị mà tới mấy cái chỗ đó. Rồi để em quay dàn gầm cho anh chị coi, sơ cua thì chưa hạ nè. Đó, dàn gầm rất đẹp anh chị nha, dàn gầm rất đẹp. Tại vì em Tâm quay qua một cái clip á, quay qua clip nên năm ra là đây là nó sẽ có một vài vết xước nhỏ nè anh chị. Nè, đó những cái vết chấm này như vết bụi vậy anh chị. Đó ha, thì em Tâm anh chị nào muốn em Tâm xử lý thì em Tâm mới xử lý, do không thì giữ lại để giữ cái chất xe zin nha anh chị nha. Đó, nói chung thì quay qua clip á, thì nó sẽ không, chất lượng nó không tốt. Anh chị nào lên coi xe thực tế em hứa với anh chị luôn, chị nói về giá thôi. Nếu mà coi chiếc này nè, ngoài thực tế gặp em Tâm thì chỉ nói về giá thôi chứ không có nói về xe nữa. Chất xe này như xe mới vậy anh chị. Đó, vô lăng nè, không có dấu hiệu mòn nha anh chị nha. Và cái độ, cái bộ, cái chỗ gỗ này rất là bóng nè, rất là bóng luôn nha. Odo là 16.000 cây. Đó, đây nè, cần số nè anh chị, tăng thắng tay nè, đó tất cả mọi thứ nha. Đó, xe thì cái bộ ghế, cái ngay chỗ cái ghế, cái ghế tài cũng vậy nha anh chị, không có dấu hiệu mà bị nhăn xuống nè. Đó, và ghế còn rất là căng đét nha, táp bị cửa nè, chưa có, ủa gì, bản lề chứ, đây những cái bản lề cửa nè anh chị, chưa có dấu hiệu tháo anh chị nha. Đó, sẵn coi luôn cái tem này cho em Tâm đi, sản xuất 2022 nha anh chị, 2022. Đó, rất đẹp. Xe này là hầu như là em Tâm đánh giá là đẹp, đẹp nhất so với lại những chiếc Legender đợt trước em Tâm quay nha anh chị nha. Giờ đợt trước em Tâm, so với những chiếc đợt trước em Tâm quay là em này là đẹp nhất. Đây, dàn máy nè anh chị, như một chiếc xe mới. Đó, những cái vết son trên con ốc vẫn còn nha anh chị nha, những cái vết son trên con ốc vẫn còn. Đó, rất đẹp. Xe này mà nếu mà anh chị nào lên coi ưng cái xe rồi đó đi test hãng với em Tâm mà điều đó em Tâm rất là khuyến khích luôn nha anh chị nha. Rồi, biển số này là biển số Kiên Giang nha anh chị. Thì nếu mà anh chị nào ở tỉnh khác hoặc là ở Sài Gòn mà mua xe này, có nhu cầu mua xe này, bên Tâm đã bao gói hồ sơ cho anh chị chưa?
1.140 Fortuner Legender đời 2022 nha anh chị, đi 16.000 cây, màu trắng ngọc trai. Anh chị nào quan tâm đến xe này thì hãy liên hệ với em Tâm qua số điện thoại trên hoặc là Zalo. Em Tâm đã gửi ảnh chi tiết như thế là xe để cho anh chị tham khảo. Cuối clip em Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị nhiều sức khỏe.